Chào anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để đăng bán một số đồ nha anh em. Thì hôm nay đặc biệt trong cái tháng này nè, mình còn một số đồ dư, nói chung là tồn kho có 70 anh em. Thì mình sẽ bán với giá rẻ nha anh em. Thì bởi vậy mình không công khai giá lên đây được. Nói chung là rẻ nhất luôn. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu. Đặc biệt đây là mình sẽ bán đồ chính hãng không nghe anh em, tất cả chính hãng trăm trăm. Còn anh em mà phát hiện hàng giả thì một thường 10 cho anh em luôn. Thì mình sẽ giới thiệu một số đồ nghe anh em. Thì đây là dòng bi hộp số nghe nè, bi hộp số của 70. Thì mình nói là từ đời 2018 trở về trước nghe anh em, là bi N NJ 206 đây, mã vậy. Đây mình bán hàng hãng, không mình có quay nhiều anh cho anh em cách phân biệt hàng hãng với hàng nháy đó, thì anh em xem lại nghe anh em. Còn mình ở đây thì bán hàng hãng, đây là đạn là gì, thường trong hộp số thì có hai cái. Thì anh em nào cái vỏ hộp số còn ngon á thì nên xài đạn chính hãng nghe anh em, còn vỏ mà nó bị gơ hay gì đó thì anh em không cần xài này đâu, tại vì nếu mà vỏ gơ á xài nó cũng mau gơ đạn lắm, còn vỏ tốt á thì xài nó mới bền nghe nè. Đây đạn NJ206 thì mình quay xong mình sẽ bỏ qua bên nghe nè. Thì cái nói chung các mặt hàng này mình còn tồn kho anh em. Đây đây là NJ304 nghe anh em, đây có số tem nhà sản xuất. Thì mình quay lại cho anh em xem, thì anh em nào cần á, thì cứ liên hệ với mình sẽ để số điện thoại dưới màn hình nghe anh em. Rồi mình đăng bán cái máy mà mình ghi lộn cái số điện thoại á, rồi anh em liên hệ ngay cái người nào ở phụ nữ nào á thì mình cũng xin lỗi cái video đó. Đây là phe gài dòng chuyển hướng nghe anh em, đây hàng chính hãng. Nói chung là anh em cần cái đồ gì á cứ inbox với mình. Thì ngoài cái đồ này thì mình còn bán mấy đồ khác nữa nha anh em. Đây là cọng sinh vuông ở trước con rùa anh em, đây sinh vuông trước con rùa. Nó để nhiễu nhiễu nhớt dơ lắm, thì mình thường thường mình lấy về mình để bảo dưỡng máy rồi anh em. Nên hôm nay mình còn tồn kho nhiều nè, thì mình sẽ đưa ra cho anh em sử dụng giá mềm nha anh em. Giá sẽ thấp hơn giá ở ngoài thị trường nhiều, không phải nhiều mà ít, nói chung là sẽ thấp hơn ngoài thị trường nha anh em. Chứ đồ hãng này nói chung là không có nhiều được đâu, kiểu như mình bán giá vốn cho anh em luôn thì nó chỉ thấp hơn ngoài thị trường chứ không có nhiều được. Rồi đây cũng là Ford nha anh em, Ford ngay càng cua 70 đây. Thì mình quay lại cho anh em xem. Còn đây là sử dụng cho anh em nào làm máy nè, thì đây là ốc dên của động cơ V 2403, ốc tai biên anh em. Thì thường thường mình làm là mình nếu cái động cơ đó gã rồi là mình sẽ đa số mình sẽ thay ốc dên hết, tại vì đôi khi dặn quá lực anh em, nó giãn cái đầu ốc này nè không hay á, thì mình dặn vô á thì nó bị giãn ra rồi mình chạy nó bị đứt ốc anh em, thọt cái lủng lóc luôn. Đây là khâu thun nha anh em, hồi đó thì mình lấy nhiều lắm, tại vì lúc trước nó chưa ra mấy đồ Trung Quốc á thì kiếm không ra đâu. Bây giờ thì nó đồ Trung Quốc có rồi, nhưng mà mình cũng xài hàng chính hãng thôi nha anh em. Đây cái khâu này ngay khâu bu ly á, quay cho anh em xem. Rồi đây là những mấy cái loại ống nước đó nè, ống nước nhỏ này nè, thì mình cũng đợi coi mình lấy gì nhiều lắm, đủ hết nghe nè, ba loại ống là mình có đủ hết. Thì anh em nào cần đó, thì cứ inbox với mình sẽ báo giá từng loại ống cho anh em luôn. Rồi dây quạt gió thì có hai loại, dây này là của hãng Kuta Bình Dương nha anh em. Đây dây này chính hãng, còn dây này thì mình lấy trên thị trường.
là nó theo theo như dây theo máy luôn nha anh em. Đó. Misu. Thì anh em nào cần loại nào á, thì inbox cho mình. Còn đây là cái cốt vắn trong hộp số. Do mình làm chạy xước nè nghe anh em. Nói chung mấy cái cốt này cũng rẻ tiền thôi nha anh em. Anh em nào bị gơ bi ha, bị mòn là gãy la nia gì á thì cứ liên hệ với mình để mua thay nghe nè. Đồ chính hãng không nghe anh em. Mình bán là đồ chính hãng không. Có cầm dây này, nãy là cũng chính hãng của Mitsu á. Còn đây là thun nền chính hãng nghe anh em, thun nền máy chính hãng. Thì anh em hỏi gì sao mà mấy cái thun chợ á, thường thường có mấy chục ngàn đến trăm mấy ngàn gì đó là chạy nó mau ăn dây lắm nghe anh em. Mình phải thay thun nền này nè, thun nền chính hãng. Đó, thì anh em nào cần thì cứ inbox cho mình, gọi điện cho mình, liên lạc với mình qua cái số phone của mình đó nè. Số phone mình là 0985 306 387 nha anh em. Thì dây này là dây SP54 nha anh em, mình bán dây chính hãng. Đây. SP54W ké 800 đây. Dây trơn là tất cả của hãng Kuta đều W ké 800 hết nha anh em. Đó. Thì mình đây mình chỉ giới thiệu cho anh em những số mặt hàng mà mình còn nhiều thôi, còn tất cả các mặt hàng á đa số mình còn nha. Dây này là SC58 cho anh em sử dụng tăng tốc đó nè. Dây chính hãng luôn nha anh em. Chính hãng. Chính hãng hết. Thì trên cái thuyền dây nó có để đây. Băng đô red băng đỏ nghe nè. Đó. SC58 đây. Đó. Anh em nào cần cứ liên hệ với mình. Thì ống nước dài của mình cũng còn nhiều nữa nè, ống nước dài của 70 á. Này thì Made in Thái Lan, Kuta Thái Lan. Cái này mình còn cũng bọn mà. Rồi dây này là dây SC52. Quay cái 800 luôn nha anh em. Đó. Chính hãng. Cái này mình cũng còn nhiều nữa. Với dây SC96 đó, gì chơi nói chung mình bán dây chính hãng đó mà mình có quay cách phân biệt nè, băng đô quay cái 800 đây nè nè, băng đô quay cái 800. Còn dây này là SP 104 nha anh em, cũng như chính hãng mình bán dây chính hãng không đây. SP 104 với mấy cái ti này nè thì mình bán là bao ngon luôn, cụm bơm, mặt bơm, vỏ bơm gì, mặt bơm thì mình hết nghe anh em, còn vỏ bơm đồ thì mình còn nhiều lắm. Thì anh em cứ cần mua thay thế gì á, nói chung phụ kiện á thì cứ liên hệ với mình. Cụm bơm cũng còn luôn, mình còn hai cụm bơm đẹp. Vỏ thì mình còn nhiều. Đó. Thì anh em nào cần cái gì cứ inbox cho mình. Video này mình xin tạm dừng tại đây nghe anh em.